Kết quả Euro 2024 hôm nay 30 tháng 6, Đức vào tứ kết, Italy thành cựu vương. Đội tuyển Đức đã giành quyền vào tứ kết Euro 2024 sau chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch, trong khi Thụy Sĩ biến Italy thành cựu vương với kết quả tương tự. Đức và Thụy Sĩ tiếp duy trì mạch trận bất bại bằng những chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/8 để ghi tên mình vào tứ kết Euro 2024. Ở loạt trận đêm 29 và sáng ngày 30 tháng 6, đội chủ nhà Đức thi đấu vượt trội so và giành chiến thắng 2-0 trong cuộc chạm trán Đan Mạch. Kai Havertz và Jamal Musiala tiếp tục ghi bàn để mang chiến thắng quan trọng về cho cổ xe tăng Đức trong trận đấu này. Kai Havertz chính là người phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với bàn thắng từ chấm 11m ở phút 53 sau tình huống Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bàn thắng của Kai diễn ra chỉ ít phút sau khi Joachim Andersen làm tung lưới Đức nhưng không được công nhận. Sau khi có bàn mở tỷ số, Đức liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Thụy Sĩ, nhưng chỉ có Musiala có thể làm tung lưới Kasper Schmeichel ở phút 68 sau pha bứt tốc và ghi bàn đẳng cấp. Tình tiết đáng chú ý ở cuộc chạm trán này chính là việc trận đấu đã phải hoãn 25 phút ở hiệp 1 do thời tiết xấu. Thẳng tiến vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia. Trong khi đó, ở trận mở màn vòng 1/8, Thụy Sĩ đã sòng phẳng món nợ Euro 2024 bằng chiến thắng 2-0 trước Italy. Tiền vệ Ruben Vargas sắm vai người hùng trong chiến thắng của Thụy Sĩ trước đội tuyển Italy trong màn đối đầu tại sân Olympiastadion, Berlin. Vargas chính là người đã kiến tạo để Remo Freuler băng xuống khống chế bóng tinh tế rồi tung ra cú dứt điểm ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sĩ ở phút 37. Ngay phút đầu tiên hiệp 2, Ruben Vargas thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma, lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này đưa Thụy Sĩ thẳng tiến vào tứ kết Euro 2024, đồng thời biến Italy thành cựu vương của giải đấu. Tại vòng tứ kết, thầy trò ông Murat Yakin sẽ đối đầu với đội giành chiến thắng ở cặp đấu giữa hai đội tuyển Anh và Slovakia. Còn với Italy, thất bại trước Thụy Sĩ và trở thành nhà cựu vô địch là kết quả không phải quá tiếc nuối khi mà đoàn quân Thiên Thanh đã không thể hiện được nhiều ở giải đấu năm nay. Italy khởi đầu chật vật trước Albania và tiếp tục gây thất vọng trong những trận đấu với Tây Ban Nha, Croatia và giờ là Thụy Sĩ. Đội tuyển Italy cũng nhà vô địch thứ 3 liên tiếp bị loại từ vòng 1/8 sau Tây Ban Nha, Euro 2016, bị loại bởi chính Italy và Bồ Đào Nha ở Euro 2020, thua Bỉ. Tôi là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra bởi tôi đã chọn ra đội hình thi đấu. Huấn luyện viên Luciano Spalletti cay đắng nhận trách nhiệm về mình sau thất bại. Trong khi đó, thủ môn Gianluigi Donnarumma thừa nhận, chúng tôi cần phải nhận trách nhiệm và xin lỗi vì những gì đã diễn ra. Italy chưa thật sự thi đấu trước Thụy Sĩ và chúng tôi phải chấp nhận một cách đầy miễn cưỡng rằng đối thủ thắng hoàn toàn xứng đáng trận này. Kết quả bóng đá Euro 2024. Thụy Sĩ Italy 2-0. Remo Freuler 37, Ruben Vargas 46. Đức Đan Mạch 2-0. Kai Havertz 53 pen, Jamal Musiala 68.